xin chào tất cả mọi người. Lực Tàng tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong cái bản tin của ngày 25 tháng 5 năm 2022 để gửi tới cô dì chú bác. Phải nói cả ngày tháng để cho cô dì chú bác biết, chứ không có là cô dì chú bác nói rằng là không nói ngày nói tháng, không biết từng nào mà lần, không biết clip nào mới hay clip nào cũ. Clip này là buổi trưa của ngày 25 nha mọi người, 25 tháng 5. Thì cái thông tin ngày hôm nay mà Lực Tàng muốn cập nhật cho cô dì chú bác thì về cái sự việc của bé Vân An á, là đến hiện tại bây giờ vẫn chưa có thông tin. Lực Tàng là căn từng phút từng giây từng giờ một để cập nhật, để có được những cái thông tin mới cho cô dì chú bác về cái quá trình xét xử và đi đến cái kết cục của cái vụ án. Thì Lực Tàng ghi nhận rằng là có một cái nguồn tin nho nhỏ tiết lộ ra là nó rơi vào khoảng ngày 15 đổ đi của tháng 6 thì là có cái phiên tòa xét xử đó nha cô dì chú bác. Thì chưa biết chắc chắn ngày nào, cho nên Lực Tàng cũng chưa thể nói là chính xác giờ, ngày và cái địa điểm là chính xác ở đâu nữa kia. Họ nói rằng là tòa gia đình và người chưa đến vị thành niên á, thì cái đó cũng chỉ là cái tin mà Lực Tàng cập nhật từ phía Đài thôi, và chính xác từ bên phía cơ quan công an, tòa án thì chưa có nha mọi người. Nhưng đa phần thì những cái vụ án mà xét xử về bạo hành á, là về các em nhỏ thì được tòa án gia đình và người bị thành niên á, chưa tới vị thành niên á, là ở quận 1 Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh là sẽ được xử lý ở đó. Thì có gì chú bác cố gắng chờ đợi trong một thời gian nữa đi, sẽ Lực Tàng sẽ liên tục cập nhật. Nhớ là xem clip của Lực Tàng thì nhấn like, và ai cái nút đăng ký đang còn màu đỏ thì hãy nhấn vào cho nó trở thành màu xám đi, đó là cũng ủng hộ Lực Tàng. Và có thể rằng là khi nào Lực Tàng lên tin tức thì nó sẽ cập nhật nhanh nhất và thông báo chuông đến cho cô dì chú bác. Thì hiện tại bây giờ là cô dì chú bác gọi điện cho Lực Tàng rất nhiều, ai cũng khóc. Thì Lực Tàng cũng khuyên cô dì chú bác là thôi không nên khóc nữa. Chuyện gì nó cũng đã có cái chuyện này nó cũng đã đến cái hồi kết thúc rồi. Thì cô dì chú bác nhớ giữ gìn sức khỏe của mình. Cứ nghe đến cái thông tin là đánh đập rồi nghe nhìn thấy cái hình ảnh của bé là khóc, là gọi điện cho Lực Tàng rồi nói là khóc suốt, không làm ăn gì được rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, con cái trong nhà lo lắng, thì cô dì chú bác nhớ là giữ gìn sức khỏe khi theo dõi những cái tin tức của Lực Tàng. Thì đến bây giờ thì chúng ta không cần phải nói lại những cái hành động mà nó hành hạ lên người bé VA nữa, tại vì cái đó chúng ta đã lưu trong bộ nhớ và nhớ rất là kỹ rồi. Không có một cái trường hợp nào trên xã hội đất nước Việt Nam trong cái thời bình tin tín như thế này mà lại xảy ra một trường hợp còn hơn thời trung cổ như vậy. Cho nên là Tàng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Và tội ác thì nó quá rõ ràng mười mươi. Đặc biệt là cô dì chú bác cứ mong muốn làm sao là Thái và Trang là phải bị tử hình. Tử hình thì để trả lại cái tội trạng của tụi nó, để lấy lại những cái gì oan ức cho bé Văn An. Thì Lực Tàng ghi nhận cái chuyện đó và chắc chắn rằng bên phía cơ quan chức năng, bên phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng sẽ nghe được tiếng của dân và họ sẽ xử lý một cách nghiêm minh cái sự việc này trong thời gian sắp tới nha cô dì chú bác. Đặc biệt là các bác ở trên trung ương cũng đã quán triệt sau khi cái kỳ họp quốc hội vừa rồi đây, bên phía đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng rất là nhiều, đánh động rất là nhiều về cái câu chuyện bạo hành. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là trong suốt quá trình đó đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái dấu hiệu bạo hành nó đã thuyên giảm và nó không còn nhiều cái vấn nạn bạo hành mà ghê rợn như trước đây chúng ta đã từng nghe. Ai đâu mà trong vòng có 1-2 tháng trời mà liên tiếp những cái vụ bạo hành xảy ra với những cái đứa bé mà với những cái tình tiết quá man rợ và dã man. Đặc biệt là vụ án của bé Vân An và bé gọi như là đóng đinh 10 cái đinh vào đầu ở Hà Nội. Thì chúng ta cũng cảm thấy là đau xót, nó dồn dập như vậy thì không thể nào mà tưởng tượng nổi. Thì hiện tại bây giờ nó đã có những tín hiệu đáng mừng như vậy. Nhưng trong ngày hôm nay thì Lực Tàng vẫn muốn cập nhật cho cô dì chú bác hai cái tin tức về hai cái câu chuyện bạo hành mà chưa được xử lý, đang trong quá trình điều tra. Thì chắc hẳn là cô dì chú bác cũng chưa có người nắm bắt được, có người thì chưa. Thì Lực Tàng cũng xin phép là cập nhật hai cái thông tin này để gửi tới cô dì chú bác. Cái thông tin đầu tiên là cái thông tin là nghi vấn bố dượng bạo hành hai con nhỏ của vợ. Và được ông bà nội đang làm đơn để gửi lên cơ quan công an và đã được phục hồi lại cái đơn tố cáo của bên phía ông bà nội rồi. Thì luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã hỗ trợ pháp lý cho cái câu chuyện này, và luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã đăng tin dòng trên trang cá nhân của mình về cái sự việc. Thì đã có công văn trả lời của bên phía cơ quan chức năng, họ cũng đã phục hồi lại cái đơn tố cáo trước đây đã rút lại của ông bà, và tiếp tục trong quá trình tiến hành điều tra xem liệu chừng có cái người cha dượng này có thực sự là có cái dấu hiệu bạo hành với hai cháu nội của ông bà hay không.
thì cái tình tiết như thế nào thì Lực Tàng sẽ đọc cái bài báo và cung cấp thông tin chính xác nhất cho cô dì chú bác để cô dì chú bác nắm bắt. Thì trước khi vào cái tình tiết đó thì mọi người nhớ là ủng hộ Lực Tàng. Số điện thoại trên màn hình Lực Tàng vẫn đang bán những mặt hàng mật ong, gồm có mật ong bạc hà, mật ong hoa nhãn và mật ong cà phê, là ba vị mật ong nuôi. Và mật ong rừng gồm mật ong ruồi, ong đất và ong khoái, là Lực Tàng cũng đã làm clip trước đây rất là nhiều rồi đó. Toàn bộ nguyên chất 100%. Thì cô dì chú bác nào mà cần sử dụng thì gọi điện số trên màn hình, Lực Tàng sẽ báo giá và ship hàng toàn quốc cho cô dì chú bác. Rồi còn ngoài những cái vị mật ong thì tinh bột nghệ và bột nghệ dạng viên thì Lực Tàng đã có sẵn. Và bột cacao cũng đã rất là nguyên chất và bồi bổ cơ thể cho cô dì chú bác rất là ok. Cho nên là cô dì chú bác cứ gọi điện số trên màn hình để đặt hàng, Lực Tàng sẽ ship hàng toàn quốc cho cô dì chú bác nha. Rồi đi đến những cái thông tin vụ bố dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc bố dượng bị tố bạo hành con riêng xảy ra tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Vào cuộc rồi nha mọi người. Ngày 24 tháng 5, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã nhận được thư tố cáo và đơn kêu cứu lần hai của công dân Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1965, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hồng N.A. và Nguyễn T.T. cùng trú tại chung cư Skyline số 125D, ngõ Hòa Bình 6, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thì ở đây là ông bà nội tố cáo con dâu cùng với lại cái người chồng của cái con dâu này, tức là con của ông bà lấy cái người vợ này thì đã qua đời, và người vợ này chưa quá một năm trời thì đã đi lấy chồng khác, và gọi như là giành giật con của mình về nuôi, thì đã có dấu hiệu gọi như là các con bị đánh thâm bầm tím đẻ. Đây thì nãy nghe cô gì bác đó, nói chung là vết thương cũng gọi đây là bạo hành chứ không thể nào mà trần được rồi, đúng không ạ? Thì những cái chứng cứ như thế này thì không thể nào đập được. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến câu chuyện ra sao cho mọi người hiểu. Mọi người cố gắng theo dõi nha. Theo nội dung đơn phản ánh, hai cháu là DNHA sinh năm 2012 và cháu DTN sinh năm 2014 bị bố dượng là anh T bạo hành, và chị Nguyễn Hồng NA vi phạm quy định về chăm sóc thay thế, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và bảo vệ chăm sóc trẻ em. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân Hai Bà Trưng chỉ đạo các phòng ban ngành chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân phường Minh Khai đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện Thanh Trì nếu cần để xác minh giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin về kết quả giải quyết đề nghị gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội của thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tội hành hạ con xảy ra tại phòng 2012 tòa CTL chung cư Skyline, ngõ Hòa Bình 6, phường Minh Khai. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra xác minh, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau khi có kết luận, vị đại diện công an quận Hai Bà Trưng thông tin. Trước đó, phản ánh tới báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Đoàn Trọng Sáng sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1965, vợ của ông Sáng cùng trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã nhiều ngày trôi qua, cả hai vợ chồng ông bà đều mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai đứa cháu nội. Ông Sáng trình bày năm 2011, con trai vợ chồng ông là DMN kết hôn với chị NA, sau đó sinh được hai con là cháu HA 2012 và cháu TN 2014. Năm 2018, anh N qua đời do bệnh nặng. Sau khi con trai ông chết được khoảng có mấy tháng thì chị NA công khai mối quan hệ với anh T, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bày tỏ mong muốn được kết hôn cùng người đàn ông này. Mặc dù gia đình đã khuyên nhưng chị NA vẫn quyết định về chung sống và kết hôn với anh T. Nguồn cơn sự việc bắt đầu kể từ khi cháu chị NA đưa theo hai con nhỏ về ở cùng với lại anh T.
Tháng 8 năm 2020, trong lần sang thăm hai cháu nội, vợ chồng tôi phát hiện trên người của hai cháu xuất hiện nhiều vết bầm tím do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì các cháu nói là bị anh Tê đánh, ông Sáng kể. Sau khi phát hiện các cháu có biểu hiện bị đánh đập, vợ chồng ông Sáng và bà Hồng đã tổ chức cuộc họp gia đình. Tại cuộc họp, các bên gia đình đều thừa nhận rằng anh Tê đã đánh hai cháu HA và TN là quá dã man và không thể chấp nhận. Theo ông Sáng, trong cuộc họp này, bố mẹ anh Tê đã cam kết giáo dục lại anh Tê để không còn tái diễn hành vi bạo lực nữa. Bố mẹ anh Tê cùng chị NA cũng hứa sẽ bảo vệ hai cháu. Tuy nhiên, hành vi bạo hành với hai cháu vẫn diễn ra, khiến vợ chồng ông Sáng bức xúc. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, vợ chồng tôi đến thăm hai cháu thì lại phát hiện trên mạng sườn của cháu HA có nhiều vết thâm do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì cháu nói là do lúc ăn cơm, cháu không cầm bát lên ăn mà để bát ở trên bàn rồi dùng thìa để xúc ăn, cho nên là đã bị anh Tê đánh. Tiếp đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà mình để chơi thì cháu TN kể đêm ngày 8 tháng 4 cháu bị người tình của mẹ bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng tối làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó mẹ cháu có mặt nhưng không ngăn cản được, ông Sáng kể lại. Ngày hôm sau, vợ chồng bà Hồng đưa cháu TN lên trình báo toàn bộ sự việc với công an phường Minh Khai. Sau đó đưa cháu vào bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Tại đây cháu TN được chẩn đoán là theo dõi chấn thương sọ não. Để đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho hai con, chị NA đã tự nguyện bàn giao hai con cho ông bà nội là ông Sáng và bà Hồng nuôi dưỡng. Biên bản giao nhận việc chăm sóc thay thế hai cháu HA và TN đã được lập tại Ủy ban Nhân dân xã Hữu Hòa. Thời gian chăm sóc thay thế từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 cho đến khi hai cháu trưởng thành. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã Hữu Hòa ban hành quyết định chăm sóc hai cháu HA và TN, vợ chồng bà Hồng đã nhập khẩu cho hai cháu về gia đình và xin chuyển trường học cho các cháu về trường tiểu học Hữu Hòa. Cuối tháng 2 năm 2022, do tình hình dịch Covid-19 nên chị NA đã đón cả hai cháu sang nhà ông bà ngoại để ở tạm. Sau khi hết thời gian cách ly 15 ngày, vợ chồng tôi sang đón các cháu thì chị NA không đồng ý, ông Sáng nói. Ông Sáng cho rằng những hành vi của chị NA là không chấp hành đúng theo quy định về việc giao nhận chăm sóc thay thế mà Ủy ban Nhân dân phường Hữu Hòa ban hành, làm cản trở xâm phạm quyền được nuôi dưỡng chăm sóc các cháu, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp hiện tại và tương lai của các cháu. Tôi đề nghị cơ quan pháp luật ban ngành sớm vào cuộc điều tra để có các biện pháp ngăn chặn xử lý hành vi nhằm đảm bảo sự an toàn cho hai cháu của tôi, tránh để sự việc đi quá xa, ông Sáng bày tỏ. Đó là cái thông tin về cái vụ việc của hai bé ở ngoài Hà Nội đây mọi người. Thì cái sự việc là ông bà nội đã được nuôi hai cháu, nhưng trong tình hình dịch bệnh thì cái người mẹ này đã bắt hai cháu về nhà ông bà ngoại, rồi cuối cùng là chiếm đoạt sở hữu luôn, không giao cho ông bà nội nữa. Và cái tình trạng bạo hành thì cái người cha dượng này thì chắc chắn đã có rồi, với những hình ảnh tình tiết như thế này. Chúng ta nhìn vào là đã có những cái vết thương bầm tím đau đớn của các bé, và bác sĩ đã nói rằng là theo dõi chấn thương sọ não của bé thứ hai. Thì như vậy là cái người cha dượng này đã có dấu hiệu bạo hành cả hai đứa con của hai đứa cháu nội của ông bà trong cùng lúc. Thì cái sự việc đang được trình báo lên cơ quan công an và nó rất là lằng nhằng rắc rối, thì không biết rằng là bên phía cơ quan công an họ sẽ xử lý như thế nào. Nhưng đây đã có cái văn bản từ phía gọi như là gửi đến Bộ Thương binh Lao động Thương binh và Xã hội để vào cuộc đề nghị điều tra làm rõ rồi. Thì như vậy là chắc chắn rằng là trong thời gian sắp tới hai cháu sẽ được ở một cái môi trường an toàn. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhanh chóng để xử lý, để làm rõ cái sự việc này. Nếu như thực sự người cha dượng kia có dấu hiệu bạo hành thì cần phải nghiêm trị, phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, và để cho tất cả mọi người cùng nắm bắt rõ để có cách để mà phòng tránh tiếp theo sau này nha cô chị các bác. Đó là thông tin mà cái vụ việc thì nó rất là lằng nhằng, cho nên là Toàn cũng chỉ đọc lại nguyên văn cái bài báo của cô chị các bác nắm bắt. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với một cái thông tin tiếp theo, là cái thông tin về một bé ở Hải Phòng 2 tuổi nghi vấn bị cô giáo mầm non bạo hành. Thì mới cách đây khoảng 1-2 ngày thôi thì là Toàn đã cập nhật được rồi, nhưng để xem tình tiết nó như thế nào. Thì hiện tại bây giờ cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để làm điều tra làm rõ.
Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ, những vụ việc bạo hành là thông báo đến lực lượng cơ quan chức năng là họ vào cuộc làm việc ngay nha mọi người, không để chậm trễ đâu. Cho nên là những ai mà cảm thấy trong nhà, cứ ví dụ như là người chồng, người cha hay người mẹ này nó có dấu hiệu với những đứa trẻ thì hãy thông báo liền lực lượng cơ quan công an để cơ quan công an vào cuộc xử lý, tránh cái hậu quả đáng tiếc xảy ra sau này nha cô chú bác. Hải Phòng nghi vấn cháu bé 2 tuổi bị bạo hành tại trung tâm giáo dục chuyên biệt. Nghi ngờ con bị bạo hành trong lớp học dành cho trẻ chuyên biệt, gia đình cháu Trần TQM sinh năm 2019 ở Kiến Giang, Hải Phòng và chủ trường đã làm đơn gửi cơ quan công an nhờ vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc. Bé này là sinh năm 2019, tính đến giờ là 13 tuổi thôi nha quý vị bác. Sau khi tiếp nhận cháu từ cô chủ trường Nụ Cười Trẻ Thơ Kiến An, Hải Phòng, thấy trên đầu có nhiều vết thương tấy đỏ trên vùng đầu, cổ và tay, nghi ngờ cháu bị bạo hành trong lớp học, gia đình bé Trần TQM đã làm đơn kêu cứu. Theo phản ánh từ gia đình cháu Trần TQM sinh năm 2019, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 5, bé QM được cô chủ trường tên Nguyễn Thị Dung, giám đốc trung tâm Nụ Cười Trẻ Thơ, đưa cháu về và trao đổi trên đầu, vùng tay của cháu có nhiều vết thương. Cô Dung cũng trình bày, có thể cháu bị bạn bè nghịch ngợm xô đẩy nên có vết thương như trên và nhờ gia đình đưa cháu đi khám xem có vấn đề gì không để cô có căn cứ làm rõ vụ việc tại trung tâm của mình. Có rất là nhiều vết thương tấy và màu đỏ ở trên đầu của bé nha mọi người. Ngay sau đó mẹ của QM cũng gọi cho bà ngoại để hỗ trợ đưa cháu đi khám. Qua thăm khám và nghe trình bày của gia đình, bác sĩ khuyên gia đình nên chụp CT để cho kết quả chính xác nhất mức độ tổn thương vùng đầu, cổ của cháu. Lo ngại về sức khỏe của QM quá yếu, không chịu nổi sau gây mê, giúp cháu nằm yên để chụp chiếu, lại đang hoảng loạn nên gia đình xin cho cháu về để theo dõi. Theo phản ánh của bà Vương TN, bà ngoại của bé, ngay chiều ngày 19 tháng 5, khi thấy cháu bà về để đưa mình đi khám bệnh, bé QM lao vào ôm chặt lấy bà, co rúm tỏ vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Linh cảm thấy cháu của mình có gì bất ổn ở trường và dặn ông ngoại sang trường để làm việc, còn mình đưa cháu đi khám. Lo lắng cho cháu, ông nội và ông ngoại của bé QM đã khẩn trương sang trường Nụ Cười Trẻ Thơ và đề nghị được trích xuất camera phòng học của cháu. Theo trích xuất camera cho thấy, vào khoảng thời gian từ 15 giờ 10 phút đến 15 giờ 21 phút, bé QM ở phòng toilet của lớp cùng cô nuôi tên Linh. Thi thoảng có tiếng khóc của QM ré lên, làm cô giáo tên Trang đang quản lý các cháu bên ngoài phải ngó về phía cửa phòng. Tới khoảng 15 giờ 22 phút, cửa phòng toilet lớp học mở, cô Linh đẩy QM ra ngoài. Trên người chỉ có một chiếc áo phông và được cô Trang đón nhận. Nhìn thấy cô giáo, bé QM co rúm không đi nên cô Trang kéo lê cháu trên nền nhà đưa vào ghế ngồi thay đồ. Bé QM vẫn tiếp tục khóc và không dứt. Xem lại cảnh tượng trên, gia đình bé QM cho rằng rất có thể bé đã bị tấn công ngay trong nhà toilet, nên khi đi ra ngoài cháu mới sợ hãi như thế. Gia đình yêu cầu hai cô giáo và chủ trường phải có câu trả lời rõ ràng cho gia đình. Đến sáng ngày 20 tháng 5, tại gia đình bà ngoại cháu QM, cô giáo Trang, người cùng cô Linh quản lý lớp học của bé QM, xác nhận trong khoảng thời gian QM ở trong phòng toilet có nghe thấy tiếng đánh của cô giáo Linh đối với QM khiến bé khóc thét lên rất lâu. Tuy nhiên cháu QM bị đánh bằng vật gì thì cô Trang không thể biết vì cửa của toilet là khóa trái. Về phía cô Linh, một mực không nhận mình đã đánh cháu QM và luôn tỏ vẻ không hợp tác với chủ trường và gia đình cháu QM. Tại trung tâm giáo dục chuyên biệt Nụ Cười Trẻ Thơ, cô Nguyễn Thị Dung, giám đốc trung tâm, thừa nhận lỗi sai trước hết thuộc về mình vì đã để sự việc trên xảy ra tại trung tâm do mình quản lý. Về việc xác minh những vết thương trên đầu cổ của bé QM, cô Dung cho rằng cần phải làm rõ thêm để bản thân cháu bé được bảo vệ. Nhà trường cũng có căn cứ vào đó để xác minh giáo viên nào ra tay ngược đãi với cháu bé để có hướng và xử lý. Theo lời cô Dung, bình thường cháu QM chỉ đến lớp học mỗi buổi sáng và trưa về nhà bà ngoại ngủ. Tuy nhiên, trưa ngày 19 tháng 5 thì bé QM lại ở lại lớp và ngủ trưa. Ngày hôm đó lúc QM ngủ, cô Dung còn xuống kiểm tra và chụp
chụp ảnh cháu ngủ rất là ngon để gửi cho mẹ của QM. Đến 14 giờ 30 phút bé QM thức dậy đi vệ sinh nên được cô Trang đón từ lớp học tầng 2 lên lớp học nhóm tầng 3, giao cho cô Linh làm vệ sinh cho cháu. Đến khoảng 16 giờ, nghe một số cô giáo báo lại tình hình của QM nên cô Dung chạy xuống kiểm tra và thấy xuất hiện nhiều vết dọc màu đỏ ở trên đầu của cháu kèm những vết xước đỏ quanh tay. Ban đầu vì nghĩ cháu là cùng các bạn ở trong lớp xô đẩy nhau nên tạo ra vết thương nên tôi có lấy đá chườm cho cháu. Sau đó khi cùng gia đình xem lại camera và nghe tiếng cháu khóc thét ở trong toilet rồi bị kéo lê trên nền nhà thì tôi có dự cảm nhiều khả năng cháu bị bạo hành trong đó nên mới bị thương như vậy. Tôi cũng đã vận động thuyết phục cô Linh khai nhận nhưng cô vẫn kiên quyết không nói. Riêng cô Trang cũng đã thú nhận với gia đình cháu QM nghe tiếng cháu bị đánh trong đó. Để làm rõ việc này, tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an vào cuộc và làm rõ sự việc. Cô Nguyễn Thị Dung giải bày. Cũng theo cô Dung, trung tâm có 10 giáo viên, trong đó có 5 giáo viên giáo dục chuyên biệt cho trẻ và 5 cô nuôi, trong đó có cô Trang và cô Linh. Riêng cô Linh lớn tuổi nhất và mới được vào thử việc từ đầu tháng 5 năm 2022. Cho đến giờ, cháu QM vẫn chưa hết hoảng loạn, ngủ không sâu giấc, khác hẳn trạng thái hiếu động trước đây. Bà ngoại của bé QM buồn rầu chia sẻ. Liên quan đến vụ việc này, chiều nay ngày 24 tháng 5, cơ quan công an quận Kiến An đã mời gia đình cháu QM và phía trung tâm nụ cười trẻ thơ lên để làm việc. Đó là toàn bộ cái sự việc của hai cái vụ việc mà đang nó rất là dài dòng luôn. Thì đọc thì chúng ta cảm thấy rất là dài dòng, nhưng tình tiết ở trong cái sự việc này là nghi vấn từ cái lúc 15 giờ đổ đi là bé được đưa vào trong toilet. Trích xuất camera thì không thấy đánh, nhưng ở trong toilet là trong cái thời gian mà bé được đưa vào toilet đó, thì khoảng 10 đến 15 phút là bé khóc hết ở trong đó. Và cái người mà giáo viên hỗ trợ coi chăm sóc với lại cái cô Linh này là cô Trang á, là đã chứng kiến và đã nghe thấy tiếng khóc ở trong đó, nhưng không biết rằng là cô Linh là đánh cháu bằng cái vật dụng gì. Và cháu rất khóc và rất là sợ hãi, thì khi đưa ra thì cô Trang đã lôi cháu và kéo về trên ghế ở nơi cái cô mà đang trong phòng học đó mọi người. Như vậy là hai cô này đã có những cái dấu hiệu về bạo hành và ngược đãi những cái đứa trẻ. Ở đây là cô giáo nhưng mà lại có cái dấu hiệu như thế này. Thì hiện tại bây giờ là cô Linh vẫn đang chối cãi và chưa chấp nhận là mình làm cái chuyện đó, cũng như là không hợp tác với nhà trường cũng gia đình. Thì bây giờ nhà trường và gia đình đã nhờ công an vào cuộc. Thì công an đã vào cuộc rồi thì trắng đen nó sẽ rõ ràng. Thì là Tàng cũng hy vọng rằng là tất cả mọi sự việc liên quan đến các cháu nhỏ sẽ được giải quyết một cách trắng đen rõ ràng để lấy cái công bằng, lấy cái minh bạch cho các cháu, đúng không ạ? Đó, thì ngày hôm nay là Tàng cung cấp hai cái thông tin cho mọi người như vậy. Thì cái kết cục của cái sự việc nó như thế nào thì bên phía cơ quan điều tra sẽ thông báo, lúc đó là ta sẽ cập nhật để vậy như là gửi tới cô dì chú bác để cô dì chú bác nắm bắt rõ hơn. Những sự việc bạo hành này là ta không muốn mong muốn nó xảy ra nhưng mà vẫn còn, cho nên là chúng ta phải quyết tâm lên án sự việc và không bao giờ ngừng để cho tất cả cộng đồng và xã hội cùng nắm rõ, cùng biết được cách xử lý và những kẻ xấu, kẻ ác núp lùm trong bóng tối ngừng ngay cái chuyện bạo hành mấy đứa trẻ, đúng không cô dì chú bác? Đó, phần cuối chương trình cô dì chú bác nhớ số điện thoại trên màn hình, được Tàng vẫn đang bán hàng, cô dì chú bác gọi điện đặt hàng giúp được Tàng nha. Rất là nhiều những cái mặt hàng chất lượng đang chờ cô dì chú bác sử dụng đó. Mong cô dì chú bác ủng hộ, nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ clip giúp được Tàng ạ. Rồi, cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.